Đấy, lùi đi. Rồi, chị con mẹ mất rồi. Chị không đi đâu. Con đồ phi cứ nằm lại 4 con như này. Ôi trời. Ôi kinh khủng. Đó này. Đồ phi thế đó, cứ nằm lại 4 con này. Mang 20 phát anh gọi thưa các bác. Đồ phi đầy. Mà hôm xuống chợ 30.000 cân à, cân 2 à? Cân 2 30.000. Wow, đồ phi này. Đồ phi to rồi. Khởi đàn này. Tô phi ao nuôi ăn ra trời đâu mà. Nhưng mà chắc là một cái to. Một cân tầm 4 con. Đấy, 4 con thôi mà. Ăn ra trời đâu mà. Mẹ thần hoa chuối ở đi mẹ. Hoa chuối mà ra quả rồi. Mẹ chả biết lấy cá gì để bo rồi kìa. Không chạm phần mấy người thì để nấu. Úi trời ơi. Nó tập trung vào trong bèo. Lớn bùi bé mềm. Đấy, giờ đến lượt là cu bắt cá tọ. Lão vẫn có chạy vẫn có chiều không ạ? Né mà không kịp. Không toàn đâu phi ranh nữa. Cống không có. Nó không vào nhỉ. Phi này thì mà nó ở trâu nơi rồi. Thì đấy. Đấy. Đấy nổi được con. Đấy vào trong này thôi. Một ông đằng trước dí, ông đằng sau thì vua. Thưa như vợt này là vớt được rồi này. Hôm nay cái vợt của ông ấy kia cái vợt nó nhỏ quá. À nó để cấy. Nó phi rồi hả? Hai con kia chán. Ở kia, đi đâu? Có cá to rồi. Đang cách ăn thằng lấy que. Ăn thua gì bằng mình không giật mình được mình cách. Cá thằng cá nhỏ. Má đây anh xách cho một cái. Còn hai thằng xách một cái. Nhanh lên. Con gì? Con rupi. Hai con luôn. Hai em. Hai. Con. Như thế này. Ôi hả? Nhá. Hai con luôn. Mày bắt đi cho đúng rồi. Mày chết vì cái tội mày đẹp. Hai con luôn. Một đúc bơ chuối. Xảy một con rồi. Nó nằm ngay ở đây đó. Con nằm ngay đây rồi. Kìa Linh nó mò. Linh ơi. Có hàng. Đây. Tốc hành. Không sao, có con chuối. Đây con. Cho hai thằng nó khiêng một cái đi, còn anh khiêng một cái. Nhanh lên. Đây, nhanh nào đây này. Có túi nặng nhất của Kim này. Đây này. Con chuối nào dưới đây này. Gần ngay gần thôi. Cạn. Nhanh lên. Tốc hành. Đây. To lên. Nhanh lên. To lắm. Ủi mẹ nó xong giờ. Săn tay áo lên ngay đấy. Đứng trong cái cống kia kìa. Đứng ngồi thò tay giáo không? Mới thằng nhát vậy. Ủi hết mẹ nó xong rồi. Có lột. Không có mà nó ngay ở cái chỗ nước. Nằm đấy ơi. Ông đây thì mẹ mò cho biết đấy nào. Cút. Mò đây, nào đây này, mò đây em. Mẹ mới thằng nhát. Ôi điện thoại, à máy. Trời, không, còn cá chuối nào đấy, chạy đi đâu được mà. Ai, bốn con mắt thấy. Đấy, nó bảo rồi. Mẹ mới thằng nhát. Mẹ để thằng trẻ con nó chúng nó mò. Cười áo rồi chứ. Nhưng mà cá chuối nó gần bờ. Toàn cá đang khí khoáy, trời lạnh có khí khoáy ban đêm một tí. Một đôi rô phi là một đôi chuối. Chuối nhỉ? À.
ta hát lên thấy ít mà sao mà lại đã phải khiêng đòn rồi. Này nữa. Này kiếm đôi con chuối nào. Đây không con cá nào to phí nha. Mua lên đạt nha. Mua vài con chê lai giống như mấy thằng quay video cái cá đấy, thả xuống xong đánh quay đi quay lại mấy con chê lai. Thôi mình đánh cá đây mấy thằng óc bò tan vào bình luận. Ném cá chú. Có thằng lại còn xếp gạch xuống thả cá luôn mà không thể đi moi. Ném trò nha. Này có cá nó lên nhìn thấy luôn này nhỉ. Thấy đẹp lắm. Đánh nó buồn nha. Mà nó lạnh nên cá nó không màu ria. Được mê toán bắt xe đến rồi. Được cái đoạn ngoài kia thì gọi là nó bắn cá thì bằng kia nó đánh hết rồi. Và đồng này thì cũng không phải. Toán đi về đây à? Thất nào luôn nhỉ? Nước trong như mắt mèo vậy. Đây thì chắc là có rồi. Thôi dừng đi. Trên này nó không có cá đâu, nó trong lắm. Hết rồi. Hết rồi. Cá rặn dưới kia lên đấy, chả được con nào.